Kết quả trận đấu muộn nhất vòng 1 giai đoạn 2 V-League giữa Hà Nội và Topeland Bình Định, cuộc đối đầu giữa đội đương kim vô địch và đội hạng 3 mùa trước, đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc bàn thắng mãn nhãn trên sân hàng đấy. Tiếp đón Topeland Bình Định trên sân hàng đấy, Hà Nội là những người chơi lớn lướt hơn, nhưng trong cả hiệp 1, các chân sút chủ nhà tỏ ra vô duyên, còn Topeland Bình Định thì lại bất ngờ mở tỷ số trận đấu sau pha đánh đầu của Rafaelson. 45 phút sau đó của hiệp 2 diễn ra vô cùng hấp dẫn. Henderson Kion ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 58 và 66 để mang về lợi thế cho Hà Nội. Tuy nhiên lợi thế tỷ số đó chỉ duy trì được đúng 7 phút khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Huỳnh Tiến Đạt đưa bóng vào lưới của Tấn Trường. Đến phút 83, đến lượt Văn Vĩ nâng tỷ số lên thành 3-2 cho Hà Nội. Nỗ lực giật lại một điểm của Topeland Bình Định bị đặt dấu chấm hết với bàn ấn định tỷ số 4-2 của Kion ở phút bù giờ thứ 5. Chân sút người Brazil có cho mình cú hat-trick, còn Hà Nội thì có thêm 3 điểm để tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với cùng 25 điểm như đội đầu bảng Công an Hà Nội, nhưng thua hiệu số bàn thắng bại.